Đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nuôi ong lấy mật hướng đi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững ở huyện Nậm Nhùn. Tuyên truyền công dân đi từ ngoài tỉnh trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, ký cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch, tự cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. Những năm qua, các cấp ủy cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn đang dần hình thành các mô hình nuôi ong lấy mật với quy mô lớn. Đây cũng là một trong những hướng đi mà thị trấn xác định hướng tới để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững. Một trong những hướng đi trong phát triển kinh tế của thị trấn Nậm Nhùn đó là phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Để thực hiện được mục tiêu này, trên cơ sở tiềm năng về nguồn thức ăn cho đàn ong của địa phương và một số hộ dân trên địa bàn đã thực hiện nuôi ong trong nhiều năm, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện nuôi ong theo kỹ thuật mới thay thế cho cách nuôi ong truyền thống để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn có khoảng 300 thùng ong, trong đó quy mô lớn 200 thùng được hợp tác xã Khánh Ngân nuôi theo phương thức di chuyển theo mùa hoa. Đối với việc nuôi ong lấy mật trên địa bàn thị trấn thì bà con nhân dân thì cũng đã thực hiện nuôi nhỏ lẻ nhiều năm rồi. Tuy nhiên sau khi mà có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ chế để hỗ trợ đối với phát triển ngành nuôi ong nói chung thì thị trấn cũng đã quán triệt triển khai tuyên truyền nghị quyết đến đông đảo bà con nhân dân tại các cái địa bàn. Sau đó thì bà con cũng đã thực hiện cái việc đăng ký, và đối với năm đầu thực hiện nghị quyết 07 thì theo chỉ tiêu nghị quyết giao của thị trấn là 100 thùng. Và đến thời điểm này thì quy mô trên địa bàn thị trấn đã có khoảng gần 300 thùng. Đối với cái chỉ tiêu này thì đã thực hiện vượt cao trong kế hoạch của năm 2022. Và trong thời gian tới thì với một số mô hình điểm đối với hợp tác xã rồi nhóm hộ thì cũng sẽ triển khai rộng rãi tới bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn để từng bước phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để nghề nuôi ong lấy mật trở thành một thương hiệu tạo sản phẩm ô cốp của thị trấn, trước hết thị trấn sẽ từng bước hướng dẫn người dân về kỹ thuật chăm sóc, tách đàn, khai thác mật cũng như cho ăn thêm khi thiếu thức ăn. Cùng với đó chỉ thực hiện phát triển đàn ở những khu vực có nhiều cây ăn quả và các địa điểm có nguồn thức ăn. Đối với những hộ gia đình nuôi với quy mô lớn sẽ hướng tới liên kết với hợp tác xã doanh nghiệp để thu mua mật, di chuyển đàn ong theo mùa hoa. Chưa phải là mật. Gia đình tôi là có nghề nuôi ong gia truyền từ lâu rồi, cũng đã phát triển và mong muốn lên đây là mình nuôi ong này, nhất là mình phát triển kinh tế và cũng là muốn chuyển giao công nghệ, nếu bà con là có nhu cầu phát triển thì mình nhân cái mô hình này nó phát triển rộng hơn, và mong muốn là cái thương hiệu mình khi mình làm là cái được cái chất lượng mật nó tốt này, mình sẽ làm một cái thương hiệu riêng cho mình để phát triển sau này. Để nghề nuôi ong lấy mật phát triển và mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thời gian tới, thị trấn Nậm Nhùn sẽ vận dụng sáng tạo từ các chương trình, nghị quyết, hỗ trợ sản xuất để hỗ trợ con giống, kỹ thuật cho người dân, đồng thời kêu gọi sự đồng hành vào cuộc thực hiện liên kết giữa hợp tác xã với người dân để tạo thị trường đầu ra bền vững. Thưa quý vị và các bạn, khai thác và tận dụng tối đa những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nhân lực cũng như là hạ tầng giao thông, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương của tỉnh nhằm phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, liên kết sản xuất. Thông qua sự định hướng tuyên truyền của cấp ủy chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội địa phương, nhiều hộ nông dân hợp tác xã trên địa bàn huyện Than Uyên đã có cách làm sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ mới, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cũng như liên kết sản xuất. Năm 2013, anh Lò Văn Cường ở bản Nậm Ngùa, xã Phúc Than vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư nuôi trâu sinh sản. Mở rộng quy mô, năm 2020, anh Cường vay thêm 80 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân mua thêm 5 con trâu. Cho đến thời điểm này, ngoài bán để quay vòng vốn, tổng đàn trâu của gia đình anh có 11 con. Ngoài ra, gia đình anh còn tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm và trồng lúa ngô năng suất chất lượng cao.
Sản xuất kinh doanh là vay từ đầu tiên lên trên này vay 50 triệu về thì mua được hai con trâu xong rồi nó cũng sinh sản ra nhiều, xong rồi ván trâu, xong rồi mua máy sát, máy tốt. Xong rồi sau này mới nhận được cái nguồn vốn của bên hội nông dân. Xong rồi anh mới mua trâu, xong rồi để làm cào lớt để trùng cỏ, bỏ thêm để nuôi, để cho nó phát triển thêm. Dự định là mở rộng cái quy mô này. Nói chung là mình nuôi được thì đầu ra thì nó cũng dễ thôi. Mình làm được thì nó cũng dễ thôi. Sợ là mình không làm được nó, không làm được, không có sức thôi. Từ một xã thuần nông, đời sống người dân rất khó khăn do độc canh cây ngô hoặc lúa trên đất ruộng và nương. Với những nguồn lực quan trọng của trung ương, của tỉnh, đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, đến với các mô hình thí điểm sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo nghề, bức tranh kinh tế của Phúc Than có nhiều điểm nhấn. Đặc biệt là năm 2019, thu nhập bình quân chỉ đạt 29 triệu đồng một người, thì đến hết năm 2021 đã đạt 36 triệu đồng một người. Ở trên địa bàn xã Phúc Than thì Phúc Than đặc thù là một xã nông nghiệp với cái diện tích lúa hàng năm là 880 ha với lại trên 300 ha diện tích chè, cộng với lại các cái khu vực rừng rồi đồng cỏ. Thế nên là cũng có rất nhiều cái mô hình kinh tế xã đã triển khai cho bà con nhân dân ở các thôn bản thực hiện. Ví dụ như là mô hình bò sinh sản ở Nậm Sáng, như mô hình bò vỗ béo ở Nậm Ngùa, ở Nà Phái. Thế rồi mô hình lợn, hợp tác xã Minh Thuận. Thế rồi mô hình trâu, có rất nhiều mô hình. Bên cạnh đó thì xã cũng triển khai các cái mô hình nông nghiệp như là mô hình nhãn chín muộn ở bản Nà Sa, rồi mô hình vườn tạp. Những năm gần đây, huyện Than Uyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để các hợp tác xã, doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát huy những tiềm năng thế mạnh của vùng. Cùng với hoàn thiện hạ tầng, đầu tư các hợp phần phát triển sản xuất, huyện tiến hành quy hoạch vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Nổi bật như xã Hùa Nà đã thành lập hơn 20 mô hình phát triển kinh tế như nuôi cá, trồng ổi, dâu tây, dược liệu và chăn nuôi trâu bò sinh sản. Phát triển mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Pha Mu, nuôi cá lồng tại Mường Kim, Ta Sa, Mường Mít, liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ nuôi trồng và chế biến thủy sản, liên kết trồng mắc ca, chè, quế. Năm 2018 thì huyện Than Uyên cũng đã cơ bản là đã thoát khỏi huyện nghèo. Tuy nhiên thì huyện Than Uyên vẫn xác định là một cái huyện nông nghiệp, cho nên là trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng tập trung rất là nhiều giải pháp để triển khai thực hiện cái xóa đói giảm nghèo, nâng cao cái đời sống của nhân dân. Trước tiên là trong cái nhiệm kỳ mới này thì chúng tôi tập trung và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh, nhất là cái nghị quyết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như nghị quyết 07, 08, nghị quyết 12. Thì quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi tập trung để tuyên truyền vận động người dân thông qua cái việc mà phát huy cái lợi thế, nhất là lợi thế về cái tiềm năng đất đai ở trên địa bàn của huyện để tập trung thực hiện các mô hình liên kết. Trong năm 2021, toàn huyện đã thành lập mới 5 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã hiện đang hoạt động là 48, trong đó có 21 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, cùng hàng trăm mô hình kinh tế trang trại, gia trại của các hộ gia đình. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình nông thôn mới đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo cho người dân. Đến hết năm 2021, tổng số lao động có việc làm được đào tạo trên địa bàn của huyện đạt 41,27%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng một năm. Toàn huyện có 7 trên 11 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về khắp các bản làng vùng cao. Những cánh hoa đào phớt hồng, đóa mận trắng mong manh, rung rinh khoe sắc trong gió núi. Cũng là dịp mọi công dân đi làm ăn xa, ai ai cũng trở về quê nhà đón Tết cùng gia đình. Chính vì vậy, để phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Sang Ma đã tuyên truyền công dân đi từ ngoài tỉnh trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, ký cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch, tự cách ly, theo dõi sức khỏe, theo đúng quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, các hộ dân trên địa bàn của xã Sang Ma đã có ý thức và nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đã quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào các hội nghị, cuộc họp bản.
Cùng với đó, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ COVID-19 cộng đồng tuyên truyền với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền trong phòng chống dịch, kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn của xã. Thứ nhất là tuyên truyền trên cái loa phát thanh của xã là một. Thứ hai ấy, thì là chúng tôi dùng cái biện pháp thứ hai nữa là chúng tôi dùng loa kéo tai. Đấy, chúng tôi đi từng nhà, gõ từng cửa, chúng tôi tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch. Cái thứ ba nữa là chúng tôi yêu cầu tất cả các bà con là nếu mà ra đường rồi là ngồi bán hàng, đeo khẩu trang, thực hiện cái 5K theo như quy định của pháp luật. Hiện nay, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch khi vào địa bàn, phải đến trạm y tế để khai báo y tế. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, có trên 40 công dân đi ngoài tỉnh về địa bàn khai báo y tế. Trong đó cấp độ 3 là 13 công dân, cấp độ 1, 2 là 28 công dân. Trong tỉnh vùng dịch thị trấn Tân Uyên, 1 công dân. Và cho đến thời điểm hiện tại còn có 116 công dân hiện đang học tập, đi làm thuê, thăm thân ngoài tỉnh, chưa trở về địa phương. Trong đó 73 công dân tại các tỉnh trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh. Còn 43 công dân đang đi làm thuê tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, tổ COVID cộng đồng cũng được duy trì thường xuyên, hàng ngày gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe của các công dân. Trong dịp Tết, những người dân ở địa bàn đi làm ăn xa, ở chợ ngoài nước cũng như là các tỉnh ở trong nước thì sẽ về địa bàn để chuẩn bị ăn Tết. Vận động người dân đi làm ăn xa khi trước khi trở về địa bàn thì là thông báo cho gia đình cũng cho bản về lịch trình mình đi và tuyên truyền vận động nhân dân trong quá trình di chuyển. Nếu di chuyển bằng phương tiện công cộng thì đảm bảo đúng theo quy phòng chống dịch 5K và khoảng cách. Đồng thời là nếu đi xe máy thì hạn chế dừng đỗ và đi về những cái điểm mà khai báo y tế, về những cái trạm y tế gần nhất để khai báo y tế. Khi về địa bàn thì là chấp hành những cái quy định của phòng chống dịch. Nếu phải cách ly tại nhà thì sẽ tổ chức ra quyết định cách ly tại nhà. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn của xã Giang Ma trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhân dân xã Giang Ma đã đón một cái Tết thật đầm ấm và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Thực hiện lời Bác dạy những năm qua, các cấp ủy, cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, biên tập viên Vân Anh sẽ đề cập rõ hơn vai trò ý nghĩa của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Xin mời phần trình bày của biên tập viên Vân Anh. Vâng, cảm ơn chị Mai Loan. Thưa quý vị, tại kết luận số 224 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh cho biết, những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, việc nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu, tuyên truyền sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến cả về nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả ngày càng rõ nét hơn. Nhờ đó góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Hàng năm, cấp ủy các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch, mở rộng các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Trong đó, chú trọng tăng cường quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với tuyên truyền, triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức.
công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cấp ủy đảng ngày càng đa dạng, phong phú về loại hình, số lượng cán bộ công chức viên chức được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tăng nhanh, không chỉ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ mà còn nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ đảng viên. Kết quả nổi bật, giai đoạn 2016-2020, trên 3.300 cán bộ, công chức viên chức, đảng viên được đào tạo lý luận chính trị. Trên 65% đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% cán bộ chủ chốt cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Thông qua các lớp đào tạo bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nắm vững các chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Trình độ lý luận chính trị đáp ứng ngày càng cao yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị và sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đối với tôi thì đối với cái lớp nâng cao cái nhận thức về cái lớp lý luận chính trị này thì tôi nhận thức đấy là cái phần lý luận chính trị này là một vấn đề rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, cho mình hiểu sâu hậu hơn cái đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Tôi hiện tại công tác thì tại cơ quan tôi Sở Công Thương thì đối với được phân công của tôi là những mảng thanh tra kiểm tra. Như hàng năm thì mình cũng đã được thanh tra kiểm tra đối với các đơn vị doanh nghiệp thì mình đã chỉ ra những cái điểm thiếu sót, những cái điểm mà chưa hoàn thiện được đối với các đơn vị để nhắc nhở, tuyên truyền nhắc nhở để những cái đơn vị thực hiện tốt hơn những quy định của pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước. Sau khi được tiếp thu cái nội dung lý luận chính trị thì bản thân tôi cảm thấy là mình có bản lĩnh hơn, tự tin hơn và có đủ được những cái kiến thức cơ bản cần thiết để phục vụ cho công tác của mình. Ví dụ như trong quá trình hoạt động xét xử thì nó bao gồm rất là nhiều lĩnh vực như hành chính, hình sự, dân sự và kinh doanh thương mại, tất tật các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cho nên là những cái quy luật, những cái phạm trù mà lý luận chính trị đã cung cấp trang bị cho bản thân tôi thì bản thân tôi cảm thấy là nó rất là hữu ích. Đối với cá nhân tôi là công tác ở trong đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì cảm nhận là việc được học tập nghiên cứu lý luận chính trị là một việc hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên. Thông qua việc học tập nghiên cứu lý luận chính trị, đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin, thì sẽ trang bị cho mỗi cá nhân được cái nhận thức sâu sắc về tầm hiểu biết, từ đó kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, góp phần là đưa các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào áp dụng thực tế trong doanh nghiệp, xây dựng đơn vị mình lao động sản xuất, ngày kinh doanh, ngày một phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trên huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, đồng thời là xây dựng cái thương hiệu cao su của Lai Châu ra đưa ra thị trường thế giới. Thưa quý vị, cùng với ban hành kết luận số 224 ngày 22 tháng 12 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành kế hoạch số 61 về triển khai thực hiện kết luận này. Đáng chú ý, cùng với nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ đảng viên, khuyến khích việc tự học, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập lý luận chính trị hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như không ít cán bộ đảng viên không nhận thức đầy đủ về vai trò của lý luận chính trị và yêu cầu cần thiết phải học tập lý luận chính trị. Một số người thiếu tự giác, không chủ động tham gia học tập lý luận chính trị. Để khắc phục những hạn chế này, tại kết luận số 224 cũng xác định, thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng đề án, kế hoạch xây dựng trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố theo hướng đạt chuẩn. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên trong tỉnh, gắn nội dung đào tạo bồi dưỡng với thực tiễn của địa phương. Quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đào tạo, phục vụ việc đổi mới phương pháp giảng dạy và các điều kiện phục vụ sinh hoạt, học tập của học viên tại các cơ sở đào tạo. Biên soạn các tài liệu của địa phương phục vụ giảng dạy học tập tại trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố.
nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ để cấp ủy các cấp ban hành các chủ trương nghị quyết sát đúng với yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tư cách là một người đảng viên thì mỗi đảng viên nên không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, trong đó có tích cực học tập và bồi dưỡng lý luận chính trị. Bên cạnh đó thì cũng phải là sự tham gia của các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo quản lý trong công tác giáo dục, trong công tác tuyên truyền về cho đội ngũ cán bộ và đảng viên nơi mình quản lý hiểu được vị trí vai trò của việc học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua là cử rất nhiều cán bộ công chức đi đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao cái năng lực làm việc và ứng dụng được những kiến thức mà được đào tạo bồi dưỡng về để làm việc trong các đơn vị một cách là khoa học và được tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Trong đó, nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị là một công việc rất cần thiết, có vai trò quan trọng trong tư duy lý luận con người. Việc học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên hiện nay không chỉ là nhiệm vụ mà còn là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Nhận thức sâu sắc vai trò và ý nghĩa to lớn đó, nhiều năm qua, Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị và coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Ông Nguyễn Tiến Tăng, Hiệu trưởng nhà trường sẽ thông tin nội dung này qua cuộc phỏng vấn sau. Trước tiên cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Đồng chí có thể cho biết là vai trò công tác đào tạo giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên có ý nghĩa như thế nào trong công tác xây dựng Đảng hiện nay? Làm tốt công tác này thì cũng có phần là nâng cao cái nhận thức, quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để vận dụng vào thực tiễn của các ngành ở địa phương nơi cán bộ đảng viên công tác. Đồng thời nó cũng rèn luyện được bản lĩnh, sự nhạy bén về chính trị để nói đúng cái quan điểm, đường lối của Đảng và rèn luyện cái tinh thần độc lập suy nghĩ, có ý thức trách nhiệm cao và nhiệt tình, sẵn sàng với những công việc được giao. Làm tốt công tác này còn có phần giáo dục và truyền bá cái hệ tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giác ngộ và nâng cao, thúc đẩy cái hành động cách mạng của quần chúng nhân dân để tham gia xây dựng đất nước, xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh và nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cái công tác giáo dục lý luận chính trị còn góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại những cái quan điểm sai trái thù địch của kẻ thù hòng chống phá Đảng, nhà nước ta trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Vậy thì trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã tập trung đào tạo công tác giáo dục lý luận chính trị đạt được những cái kết quả nổi bật như thế nào? Trong những năm qua, bám sát cái chức năng nhiệm vụ được giao, Trường Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị của nhà trường cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên luôn được chú trọng. Nó thể hiện ở các cái khâu từ việc đổi mới cái nội dung phương pháp mà và phương tiện để dạy học được coi trọng, chất lượng công tác giảng dạy ngày càng được nâng cao. Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng thì nhà trường được giao thì đã phối hợp với lại các cái sở ban ngành, các huyện ủy, thành ủy mở các cái lớp theo kế hoạch. Những năm qua nhà trường đã mở được 296 lớp đào tạo và bồi dưỡng với tổng số là 21.664 lượt học viên, với nhiều cái loại hình đào tạo và bồi dưỡng, chủ yếu là đào tạo cái trình độ trung cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó thì mở các cái lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp tỉnh, các sở ban ngành, các huyện thành phố, đào tạo quản lý nhà nước về chuyên viên, về chương trình chuyên viên chính, cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Bên cạnh đó thì cũng
bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng đối với lại các cái ban xây dựng đảng, qua các cái lớp đào tạo và bồi dưỡng về lý luận chính trị thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, ngày càng đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và được chuẩn hóa để góp phần quan trọng trong việc thực hiện cái nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, ở các đơn vị và sự phát triển của tỉnh trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì trong thời gian tới nhà trường sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ, giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo? Nhà trường thì đã xác định để nâng cao cái chất lượng đào tạo lý luận chính trị trong cái thời gian tới thì tập trung vào một số các cái giải pháp và biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là nhà trường tích cực tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng và thực hiện thành công cái đề án trường chính trị chuẩn theo cái quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị. Thứ hai, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy đảng và các cái cấp trong cái thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cần coi trọng từ cái khâu tuyển chọn đến việc cử cán bộ đi học các cái lớp đào tạo bồi dưỡng đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng quy định. Thứ ba là nâng cao cái nhận thức của cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên đối với cái việc mà học tập lý luận chính trị. Bốn là chúng tôi tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực tế của đảng viên, giảng viên nhà trường. Hàng năm có những cái đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp khoa, cấp trường và hướng tới là nghiên cứu khoa cái đề tài khoa học của cấp tỉnh. Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí với nội dung trả lời phỏng vấn vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, để phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 60% công chức cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh, đó là chú trọng xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Và phần trình bày vừa rồi của biên tập viên Vân Anh cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.